Còn đâu những khi trốn đi, nhìn nhau còn bao lời yêu tình ý, cho đến khi thôi nghĩ suy, ngày mai dù ai rồi sẽ quên, sẽ đi về. Yêu anh đến mấy, thương anh đến mấy, thì cũng mất nhau rồi. Đừng vì con tim nên chắc cứ vô tình. Ngày tháng không cho, cho ta yêu lại. Tình này phải đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi, quên gì. Tình này trôi đi, la la. Đừng vội quay lưng, bước đi, bước đi, bước đi xa dần. Đừng vì anh kia làm thêm ngày tháng. Quên lời hứa, mưa vẫn rơi, nước mắt rơi. Nhìn nhau, ai sẽ đi, sẽ ở lại. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu dĩ vãng, giờ này quá xa mờ. Đừng vội quay đi, quên đi những đêm dài. Ngày tháng xin cho. Không thể có chuyện này. Chú không thể là hàng giả được. Không thể nào. Không thể nào. Làm gì mà la lớn dữ vậy? Có chuyện gì bức xúc hả? Nhân tình của cô, thằng nhân tình sao của cô là một thằng khốn nạn. Không dám đánh cháu tất cả những chuyện tác mà tôi và ba cô phải bỏ tiền tỷ ra mua, cô có hiểu không? Anh bình tĩnh đi cái đã. Thứ nhất, ông ta không phải là nhân tình của tôi như anh nghĩ. Thứ hai, người nước ngoài tuy họ thực dụng nhưng họ không hề tráo trở nhân tưởng đâu. Ý cô là sao? Ý tôi là ông Saint-Pierre không hề đánh tráo những tác phẩm đó. Chúng đã là hàng giả từ trước khi được mang sang Pháp. Cô nói sao? Những lời Kiều Thúy nói là đúng. Chính xác hơn, chúng đã là hàng giả sau khi đã được thẩm định. Trước đó chúng là những kiệt tác thứ thiệt. Đây là hai tuyệt tác nằm trong bộ 16 bức khổ nhỏ của cố danh họa đã để lại, đã được lịch sử thế giới công nhận. Với những người thực sự hiểu biết về nó, họ có thể trả giá với hàng triệu đô đó. Wow. Cảm ơn bác đã tin tưởng và cho con mượn hai tuyệt tác này. Con nhất định sẽ sử dụng chúng vào những mục đích đúng đắn nhất. Vậy thì thôi. Vậy tại sao? Tại sao chúng có thể biến thành hàng giả được? Trong khi tôi không về đi đâu nữa bước. Không có gì là không thể cả. Phải rồi. Bao gạo thì ra là cô. Anh đoán đúng rồi đó. Nhưng rất tiếc đã quá muộn rồi. Anh đa nghi, đa mưu nhưng chưa túc trí. Anh đã không thể lường được hai tuyệt tác đó đã được đánh tráo một cách quá dễ dàng.
Không, những điều này thật phi lý. Không ai có thể làm giả những tuyệt tác đó tới mức tinh xảo như vậy được, ngoại trừ tôi. Có đó. Nói đến việc chép tranh, anh vẫn còn thua xa một người. Người đó có một kỹ thuật siêu việt mà một kẻ thực dụng như anh không bao giờ có được. Ngoài tài năng ra, anh ấy còn có một trái tim nữa. Anh chỉ xứng đáng là một học trò của anh ấy thôi. Cô nói láo. Vì đạo tranh, tôi mới là số một. Kẻ nào có thể hơn được tôi? Hả? Cô nói đi, kẻ nào? Kẻ nào? Phạm Bá Tuân. Không, không thể nào là thằng Tuân được. Đã phát điên rồi mà. Một thằng điên như đó thì làm sao có thể làm được điều đó? Anh lầm rồi. Anh ấy đã từng điên, nhưng một quả sĩ điên sẽ không bao giờ mất đi bản năng nghệ thuật của mình. Anh Tuân, em có một chuyện muốn nhờ anh. Anh có sẵn lòng giúp em không? Nếu như tôi làm được, tôi sẽ sẵn sàng. Anh chép lại giùm em hai tuyệt tác này với một độ chính xác nhất. Anh làm được chứ? Tôi làm được. Nhưng mà để làm gì? Em sẽ nói sao? Chỉ biết là chuyện này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được các âm mưu làm thất thoát những di sản văn hóa dân tộc để trục lợi của những kẻ xấu. Nếu như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Và anh đã nhận được một bài học đắt giá bằng chính cái cách mà anh đã dùng để hãm hại anh Tuân. Cô im đi, tôi không có làm hại ai hết. Cô đừng có mà vô không. Anh đừng có nghĩ anh tiêu hủy hết bằng chứng thì có thể rũ bỏ hết được những tội ác của mình. Nhưng anh không thể ngờ rằng mọi dữ liệu trong cái USB của anh đã được tôi chép vào email rồi. Anh còn gì để nói nữa không? Không ngờ chính là cô đã phản tôi. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao? Anh đang đau đớn vì mình đã bị phản bội bởi chính cái người mà anh tin tưởng nhất, có phải không? Anh đã từng nghe câu ác giả ác báo chưa? Tôi đã làm gì cô? Cô nói đi. Tôi đã làm hại gì cô? Tôi đã yêu cô bằng tất cả những gì tôi có. Vậy mà cô lại lừa dối tôi. Tại sao cô lại đối xử với tôi một cách khốn nạn như vậy? Tại sao hả? Tại sao anh không tự hỏi mình đã nghĩ gì khi anh đã phản bội người khác bằng chính cái cách hèn hạ và đốn mặt của anh? Chính anh đã đẩy anh Tuân xuống dưới đáy địa ngục. Bây giờ anh còn đứng đó anh hỏi tôi tại sao hả? Anh nói gì? Còn tình yêu hả? Anh không xứng đáng có nó. Không, anh yêu em mà Quỳnh. Hãy tha thứ cho anh đi. Anh yêu em và cần em hơn bao giờ hết. Anh xin em đừng có bỏ anh. Xin em đừng công bố với bằng chứng đó. Hãy cho anh một cơ hội lặp lại đi. Người anh cần quỳ xuống xin lỗi đó là Kiều Thúy và anh Tuân kìa. Còn đối với tôi, dù sao chúng ta cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc với nhau với tình yêu mù quáng. Nhưng còn Kiều Thúy, anh có biết chính anh đã tự tay bóp chết giọt máu của mình hay không? Anh có biết là anh đã bỏ mặc cô ấy bất tỉnh giữa đêm khuya? Nếu như không có ai cứu thì cô ấy đã mất mạng rồi. Còn hậu quả anh để lại cho cô ấy là gì, anh có biết không? Kiều Thúy sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa. Còn anh Tuân nữa, nếu như sự khốn nạn của anh không bị phanh phui thì mãi mãi không tìm lại được sự công bằng cho anh Tuân. Anh có xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể rửa sạch được những tội ác của mình. Kiều Thu, xin em hãy tha lỗi cho anh. Tôi không thừa lòng căm thù cho một kẻ khốn nạn và đê tiện như anh đâu. Kiều Thu đã tha thứ cho anh rồi đó. Xin em đừng công bố những bằng chứng đó. Xin em hãy quay lại với anh. Em đừng có bỏ anh mà Quỳnh. Cho đến tận cùng, anh cũng chỉ là một kẻ đê hèn, khốn nạn, đê tiện. Tất cả những bằng chứng sẽ được công bố. Chỉ có như vậy mới lấy lại công bằng cho anh Tuân. Những đồng tiền dơ bẩn mà tụi tôi đang giữ của anh sẽ được dùng để làm từ thiện. Một điều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh, hãy làm lại cuộc đời bằng con đường sống trung thực.
chỉ có điều đó mới cứu vãn lại nhân cách của anh thôi. Chào anh. Anh xin em, xin em đừng bỏ anh mà đi. Hãy quay lại đi Quỳnh ơi. Hãy quay lại với anh đi Quỳnh ơi. Hãy quay lại với anh đi mà. Mời các em uống nước. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Mời các em. Ủng hộ số tiền lớn cho nhà trường như vậy mà các em không muốn tiết lộ danh tánh sao? Dạ, tụi em nghĩ là việc đó không cần thiết thầy à. Điều mà tụi em mong muốn là số tiền này sẽ được trao cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó. Các em còn trẻ mà suy nghĩ như vậy là rất tốt. Dạ, thế hệ trẻ của tụi em bây giờ ai cũng có suy nghĩ giống vậy hết. Mà em thấy cũng đâu có gì to tát lắm đâu thầy. Thay mặt nhà trường, thầy xin cảm ơn các em. Nhà trường sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích của nó. Trường sẽ mở thêm những dự án hỗ trợ đào tạo để phát triển tài năng trẻ. Các em cứ yên tâm. Nếu được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn thầy. Chị Hành ơi. Dạ. Lên kêu con Thúy xuống ăn sáng nè. Dạ. Tối ngày cứ coi tivi không. Ý, quên nữa. Bà ơi. Hử? Sáng nay cô Thúy dậy sớm lắm. Cô đi đâu rồi? Xách nguyên cái vali to đùng vậy đó. À, cô còn gửi bà cái này nữa nè. Đây. Cái này là cái gì? Thư vậy á, không biết. Ừ. Nhưng mà nó đi đâu? Hử? Cô đi đâu cô biết chứ sao tôi biết. Sao chị không hỏi? Trời đất ơi, tôi đâu phải mẹ nó đâu mà hỏi nó trả lời. Trời ơi, có bao nhiêu đó thôi cũng không biết nữa à. Thì cứ đọc đi. Nó đi đâu, nó làm gì, nó đi với ai thì nó ghi trong này mà. Rồi chừng nào nó về hay là nó đi luôn sao đó, nó ghi hết mà. Đọc đi. Dạ. Mẹ yêu quý của con. Ê đi, cái này nó gửi cho bà mà. Sao đưa tôi đọc vậy? Nè đọc đi, tôi đi coi phim nha. Mẹ yêu quý của con, người ta thường nói nhân cách sống của một con người ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, và con cũng không phải là một ngoại lệ. Ở đây con không nói tới mẹ. Mẹ là một người mẹ tuyệt vời, hết mực yêu thương con và một đời nhẫn nhịn vì chồng. Con luôn hiểu trách nhiệm của một người chồng, người cha là phải gánh vác gia đình. Nghĩa vụ đó thật lớn lao và cao cả. Nhưng mà thực hiện nghĩa vụ đó bằng cái cách coi trọng đồng tiền tới mức lạnh lùng và tàn nhẫn, dẫm đạp lên các giá trị đạo đức như ba đã và đang làm, thì thật là đáng sợ. Và còn đáng sợ hơn khi con giật mình ra rằng thời gian qua đã có lúc con đã bị ảnh hưởng bởi nhân cách sống xấu xa đó. Mẹ yêu quý, con sẽ đi xa một thời gian để tĩnh tâm tìm lại sự trong sáng tốt đẹp trong tâm hồn mà trước đây con đã từng có. Và cũng là để tránh cho mẹ phải chứng kiến những xung đột chắc chắn sẽ xảy ra giữa con và ba. Con mong mẹ luôn giữ gìn sức khỏe. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con đang có trên cuộc đời này. Con sẽ sớm trở về với mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Đâu? Con tôi đang ở đâu?
định ở đây tới khi nào? Tôi cũng không biết nữa bà ơi. Nhưng mà tôi cần thêm thời gian để thấy là mình còn xứng đáng với những người bạn như là Quỳnh với Thiên. Mình cũng không biết mình làm như vậy là có đúng hay không, nhưng mỗi khi được ra đây, mình lại thấy lòng của mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Mày giấu hai bức tranh đó ở đâu? Khai ra mau! Tôi đã nói rồi, nó đã bị đánh tráo. Chính thằng Tuân đã chép lại nó rồi cho người đánh tráo. Mẹ mày, mày nói láo! Chết. Mày nói láo! Chính mày đã chép, chính tay của mày đã đánh tráo. Bây giờ mày giấu nó ở đâu? Khai đi! Mày khai không? Khai không? Thôi, đủ rồi. Tạm thời như vậy đi. Mày mãi lải nhải cái bà ca đó mà mày không thấy chán hay sao? Mày tưởng tao là thằng ngu à? Một thằng điên thì nó có thể chép được những tuyệt tác như vậy không? Hay là chính mày đã dở tài đạo tranh để phản tao? Mày muốn giữ bức tranh đó để bán riêng sao? Mày quá tham rồi đó. Mà sự tham lam của mày phải trả giá. Tao hỏi mày một lần nữa, mày giấu chúng ở đâu? Tôi đã nói rồi, tôi không có giữ nó. Được, mày cũng là thằng có bản lĩnh đó. Nhưng mà cũng may tao đã đề phòng những thằng tráo trở như mày. Mày còn nhớ giấy vay nợ này không? Tôi không quên. Tôi sẽ bán đất để trả nợ cho ông. Mày nói sao? Bán đất à? Mày làm gì còn nhà với đất mà bán? Mày đọc cho kỹ đi. Nếu mày đọc không được thì tao sẽ đọc cho mày. Không, tại sao lại như vậy? Tôi đâu có ký vào những tờ giấy như thế này đâu. Mày là một thằng khôn ngoan, nhưng mà sự tinh ranh của mày còn thua tao một bậc đó. Mày đã đọc rất kỹ bản vay nợ và ký đằng sau tờ giấy của nó, nhưng mày quên mất một điều là đó là hai tờ giấy được đính với nhau bằng một cái kim, và tờ sau chỉ là vài dòng cam kết của mày hứa là sẽ trả tiền theo quy định của pháp luật. Và tao cũng đã dễ dàng thay đổi tờ thứ nhất với nội dung là mày đã thế chấp toàn bộ giấy tờ về đất đai và căn nhà của mày để vay hàng tỷ đồng của công ty Bích Phương với một bản vay nợ cá nhân và một công ty, chỉ cần chữ ký của mày và chữ ký của giám đốc cộng với con dấu giáp lại là đã hoàn toàn đầy đủ về mặt pháp lý rồi. Ông đúng là một thằng khốn nạn. Mày nói gì? Thôi đi. Tao không có thời gian tranh cãi với mày chuyện đó. Mày nghe cho kỹ đi, chỉ cần mày giao nộp lại hai bức tuyệt tác đó thì mày sẽ không mất mát gì hết. Còn nếu không thì mày sẽ trở thành một thằng vô sản đó. Tôi nói với ông rồi, nó đã bị đánh tráo, tôi không có giữ nó. Được, nếu vậy thì mày đừng có trách tao. Tại sao lại mặc?
Mọi chuyện đã qua đúng là như một giấc mơ. Quỳnh còn buồn lắm có đúng không? Nó là một trải nghiệm sống mà cuộc đời bắt ta phải trải qua. Nó khiến cho ta phải trưởng thành hơn. Tôi sẽ không phí phạm nỗi buồn cho con người đó nữa. Những điều không đáng nhớ thì kể từ hôm nay tôi sẽ quên đi. Tuy là mất mát nhiều, nhưng bù lại tôi cũng đã hiểu thêm về tình bạn, về một nghị lực sống của một con người trong những nỗi đau. Trải qua biết bao gian nan, ta mới biết được ai là người quân tử và ai là kẻ đê hèn. Quỳnh là một cô gái có tâm hồn thật đẹp và trong sáng. Đâu Quỳnh sẽ có được một tình yêu thực sự xứng đáng với Quỳnh. Tình cảm mà Thiên dành cho Quỳnh chưa bao giờ tàn lụi, nhưng mà Thiên biết sẽ không bao giờ có cơ hội để mang tới cho Quỳnh hạnh phúc. Ông với tôi giống như hai đường thẳng song song. Để gặp được nhau thật là khó. Ông rất là tốt. Chắc trên cuộc đời này tôi sẽ không tìm được người bạn thứ hai như ông được. Nhưng mà tôi với ông á, chỉ có thể là bạn thôi à. Một tình bạn tri kỷ. Thiệt biết Quỳnh rất quý anh tôi có đúng không? Sao ông lại nghĩ như vậy? Thì có cảm giác như vậy. Tôi có quý anh Tuân, nhưng tất cả thì còn ở phía trước. Sau những gì đã trải qua, tôi thấy mình không xứng đáng. Giờ đây điều mà tôi muốn quan tâm tới là thực hiện hết dự án sáng tác mà tôi còn đang dang dở. Mà thôi, sao Toàn nói chuyện của tôi không vậy? Nói với ông đi. Ông và Trang sao rồi? Tuần sau á, Thiên và Trang sẽ thực hiện lại chuyến du lịch. Càng ngày Thiên càng hiểu và thấy quý Trang. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Tôi thấy Trang á, tuy hơi trẻ con nhưng mà tốt tính, lại yêu ông rất là chân thành. Ông á, hãy mở lòng mình ra với Trang đi. Hai người yêu nhau, tôi với Thúy mới được ăn mừng chứ. Nè, cười cái gì mà cười? Tôi đang ra lệnh cho ông đó, cấm không được cãi. Gọi em đến có việc gì không? Em đã bán được căn hộ và khu đất của thằng Quách chưa? Dạ rồi, tất cả tiền em đã chuyển vào tài khoản công ty Bích Phương rồi. Em định là sẽ làm báo cáo tài chính rồi gửi luôn cho anh coi một thể. Tốt, sắp tới chúng ta sẽ tập trung vào công việc mua bán của cửa hàng.
con Thúy nó đi gần một tuần rồi. Anh có thương con, thương em thì đi tìm con về cho em. Chứ sống trong tâm trạng lo lắng như vậy, em không sống được đâu. Tôi gọi nó nhiều lần mà nó có thèm nghe máy đâu. Biết nó ở đâu mà tìm đi. Nó tự khắc đi thì nó tự khắc về, hơi đâu mà lo chứ. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Nó là con anh mà anh không có chút xót thương nào sao? Bác sĩ, hả? Tình hình của vợ tôi như thế nào rồi? Tình trạng của bà nhà rất xấu. Gia đình cần phải chuẩn bị tiền để tiến hành phẫu thuật ngay. Dạ, tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong người bệnh nhân có bức thư này. Thôi, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mày qua phòng tranh, nói với Bích Phương rút cho tao 200 triệu. Dạ. Mẹ yêu quý của con, người ta thường nói nhân cách sống của một con người ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, và con cũng không phải là một ngoại lệ. Ở đây con không nói tới mẹ. Mẹ là một người mẹ tuyệt vời, hết mực yêu thương con và một đời nhẫn nhịn vì chồng. Con luôn hiểu trách nhiệm của một người chồng, người cha là phải gánh vác gia đình. Nghĩa vụ đó thật lớn lao và cao cả. Nhưng mà thực hiện nghĩa vụ đó bằng cái cách coi trọng đồng tiền tới mức lạnh lùng và tàn nhẫn, dẫm đạp lên các giá trị đạo đức như ba đã và đang làm, thì thật là đáng sợ. Và còn đáng sợ hơn khi con giật mình ra rằng thời gian qua đã có lúc con đã bị ảnh hưởng bởi nhân cách sống xấu xa đó. Anh ơi, chạy nhanh nhanh giùm em xíu đi anh. Thưa anh, Bích Phương có để lại lá thư này. Gì vậy? Thôi, mày về trước đi. Dạ. Tao muốn ở lại đây một mình. Ừ.
Khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở Việt Nam nữa. Có lẽ đã tới lúc em phải tìm cho mình một hạnh phúc riêng, không chung đụng, không cướp giật của ai. Chẳng phải em đã từng nói mọi con sông nhỏ sẽ chảy ra biển lớn, có phải vậy không anh? Em sẽ định cư ở Pháp và xây dựng tổ ấm cùng với ông Jean-Pierre. Cảm ơn anh về căn nhà mà anh đã tặng em. Em đã bán nó cùng toàn bộ số tiền trong tài khoản của công ty mỹ thuật Bích Phương. Em là chủ sở hữu hợp pháp của nó mà. Em xứng đáng được nhận nó. Vĩnh biệt anh. Chúc anh luôn may mắn. Tôi mất tất cả rồi. Tại sao? Tại sao mọi tai họa đổ ập xuống đầu tôi cùng một lúc như thế này? Không lẽ đây chính là nghiệp chướng từ những việc làm trước đây của tôi hay sao? Ba, mẹ con sao rồi? Con à. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, gia đình cần quan tâm chăm sóc bệnh nhân để mau bình phục. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Kiều Thúy à, cảm ơn trời Phật, mẹ con đã không sao rồi. Ba còn dám nhắc tới trời Phật nữa hả? Nếu như ba còn tiếp tục làm những việc phi nghĩa thì trời Phật sẽ không thương nhà mình nữa đâu ba. Ba biết rồi. Kiều Thúy à, con tha lỗi cho ba nha. Ba sẽ từ bỏ tất cả. Bây giờ đối với ba không có gì quan trọng ngoài gia đình, bằng con và mẹ con. Nếu như mà ba còn một chút lương tâm á, thì ba hãy khắc phục những việc làm sai trái của ba, những việc làm sai trái mà ba đã gây ra cho người khác. Hãy bắt đầu từ những công việc thiết thực nhất. Con thấy ba nên trả lại ngôi nhà cho anh Tuân, ngôi nhà mà ba đã dùng thủ đoạn để lấy mất của anh ấy. Rồi ba còn đẩy người ta vào đường cùng nữa. Một, hai, ba. Như vậy là xong. Đây là ngôi nhà của anh. Anh xứng đáng nhận lại nó sau những gì mà ba em đã gây ra cho anh. Thay cho lời xin lỗi, em mong là việc này có thể khỏa lấp được như nỗi đau mà nó phải chịu đựng. Còn đây nữa, em hy vọng điều này sẽ giúp anh tìm lại được sự công bằng. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Phải vào nhà. Thôi mình vô đi mọi người. Vô đi. Vô đi. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây không chỉ là để chúc mừng Tuân đã trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, mà còn là để đón sự trở lại của một họa sĩ chân chính sau những nỗi đau phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Kể từ giờ phút này, kể từ ngày hôm nay, sự nghiệp sáng tác của Tuân sẽ chính thức bước sang một trang mới. Với một trái tim nhân hậu, với niềm đam mê nghệ thuật chân chính và sự lao động hăng say, bác tin rằng vinh quang và thành công sẽ sớm đến với Tuân. Nào, xin mời tất cả cùng nâng ly. Xin mời. Dạ. Mời mọi người nâng ly nè. Chúc mừng Tuân. Dạ. Rồi, vô. 1, 2, 3, vô.
Mày muốn gì? Mày, chính mày đã cướp mất của tao. Tình yêu, địa vị, danh vọng, tiền bạc, những thứ mà tao đã có. Mày chưa bao giờ có những thứ đó. Tao không cướp cái gì của mày hết. Nói lao. Những thứ đó đã thuộc về tao. Tao đã có chúng. Mày đã thông đồng với tụi nó để lừa tao. Mày đã cướp đi của tao tất cả. Mày hãy bình tĩnh và suy xét lại những gì mày đã làm đi. Mày đã quá mất lý trí. Mày để tham vọng thấp hèn che mắt mày như vậy mà mày vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Lý trí hả? Thấp hèn. Sống mà không có tham vọng thì sống làm cái quái gì? Tao đã mất tất cả rồi. Nhà cửa, tiền bạc, tình yêu, danh vọng, địa vị. Hôm nay tao với mày, một trong hai thằng sẽ phải chết. Mày trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Trả lại tất cả. Giết mày. Giết. Mày dừng lại đi Quỳnh. Đừng nghĩ theo tụi ác nữa. Dừng lại. Anh nghĩ bao nhiêu tội ác còn chưa đủ hay sao? Tụi mày đã cướp đi của tao tất cả. Tao sống để làm gì? Nếu tụi mày không chết, tao sẽ là người chết. Nè, buông ra. Dừng lại đi. Khi đã đến cái chết mà mày cũng chọn một cách thấp hèn. Bye.
đưa cái cọc bảy. Anh Quách, có bạn anh tìm kìa. Mọi người ơi, mọi người ơi, tôi có bạn tới thăm nè, tôi có bạn tới thăm nè. Lên kêu chú tự đi, tôi có bạn tới thăm rồi. Ôi đây nè, đó, đi, 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 dễ, dễ. Trên này đẹp quá ha. Ừ. Em coi nè. Còn trẻ mà. Giỏi quá hả? Ý tưởng đó. Dạ đẹp. Màu sơn đẹp quá. Nào, xin mời tất cả mọi người tập trung lại đây. Ê, tập trung lại. Rồi. À, có chuyện gì kìa. Tới đi, tới đi. Lại đó đi. Dạ, bác qua đây nè bác. Qua bên kia coi đi. Tôi xin chính thức tuyên bố khai mạc triển lãm hội họa Những Đóa Quân Tử Lan của họa sĩ trẻ đẹp tài năng Trịnh Thúy Quỳnh. Chúc mừng nha. Chúc mừng Quỳnh. Anh xin tặng em đóa hoa hồng thứ bao nhiêu? Thứ 1000+ anh cũng không nhớ nữa. Nhân dịp hôm nay triển lãm tranh của em, anh xin tặng một bài thơ cho Quỳnh và quý quan khách ở đây. Vậy đó hả? Tranh em trông rất tuyệt vời, nhưng em còn đẹp gấp 10 lần tranh. Giả như anh được làm ton để cho em vẽ vào anh suốt đời. Được rồi, em cảm ơn anh. Chúc mừng bà nha. Cảm ơn bà. Sức khỏe của bác sao rồi? Mẹ tôi ổn rồi. Ngày nào ba tôi cũng ở nhà chăm sóc, cho nên mẹ tôi khỏe lắm, bà đừng lo nha. Ừ. Chào bác. Anh chúc mừng em. Cảm ơn anh. Tìm lại con tim, tìm lại ước mơ. Chiều buồn thanh thang, tha hồn theo gió. Nhìn lại yêu thương, nhìn lại bước chân. Quỳnh à. Dạ. Nhìn vào đôi mắt em, anh thấy được một điều. Anh thấy điều gì? Đôi mắt của em rất là đẹp. Nó thật sự rất đẹp. Phút giây ngày ấy, thế mới hay mình đã cho đêm. Từng ngày dài dòng người đi qua, tìm lại bờ môi
xa. Hey, yeah. Từng ngày thời gian trôi, còn lại gì quanh tôi? Thầm gượng cười hôm nay để nhẹ lòng khi sớm mai.